những sản phẩm mình đã dùng hết và chắc chắn sẽ mua lại. Đầu tiên là son dưỡng của Medihills, mình đã dùng rất là nhiều, đây là hai cái tuýp gần đây thôi đã dùng hết sạch. Và đây là cái tuýp son dưỡng có rất là nhiều luồng ý kiến trái ngược nhau, người thích cũng có, người ghét cũng có, nhưng mà đối với mình là nó rất hợp. Hôm nào cần tẩy tế bào chết thì mình sẽ thoa lớp dày hơn, còn nếu như không thì chỉ cần thoa một lớp mỏng thôi thì nó vẫn dưỡng ẩm cho môi mình đủ sâu. Bằng chứng là mình đã vừa sử dụng hết hai tuýp và đã mua thêm. Số 2 đó chính là bộ sản phẩm viêm nang lông của Hofacus. Ai có vấn đề về viêm nang lông và mụn lưng thì nên thử qua bộ sản phẩm này. Dùng theo thứ tự là chai sữa tắm trước, xong rồi sau đó là dùng chai xịt. Chai sữa tắm thơm mùi trà xanh làm sạch da vừa đủ, thoáng lỗ chân lông. Còn cái chai xịt thì rất là tiện lợi, vỗ vỗ vào da nhiều hơn để thẩm thấu. Và em này thì giúp cải thiện tình trạng viêm nang lông rất là tốt. Để hiệu quả hơn thì dùng hai sản phẩm kết hợp với nhau nha. Mình đã dùng hết một bộ, bộ này lớn nha, và mình đã mua luôn một bộ mới rồi. Ai e ngại về làn da chưa đủ đẹp thì tranh thủ thử nha, để hè có thể tự tin diện những cái outfit khoe lưng khoe vai thật là đẹp. Sản phẩm thứ ba đó chính là kem chống nắng của Dr. G. Kem chống nắng phù hợp cho da thường đến da dầu. Mình là da không hợp phiên dầu và mình cực kỳ thích luôn, tại vì cái finish của nó cực kỳ đẹp, kiềm dầu vừa đủ và có nâng tông nhẹ. Trên mặt giống như là có thoa một cái lớp phấn mỏng. Mình đã dùng hết một tuýp và mua luôn nguyên set mới rồi. Thích lắm luôn.